Hello mọi người nha. Rồi, tiếp đến là cái ổn áp của nút cơ. Đó. Thì cũng giống như cái ổn áp tiết điện kia. Khi mà đây là cái màn hình hiển thị. Đó, mình nhớ đến vạch đỏ không là đã có điện rồi nha. Đó, thì mình ấn lì 3 giây. Máy sẽ mở lên. Nó hiển thị tốc độ, đây là 3.7. Thì bình thường mà lúc mà nếu mà mình để nhỏ quá ấy, mà mình ấn máy ấy, chạy ấy, nó sẽ báo như thế này. Đó là không hoạt động được vì nó đang ở mức độ rất là thấp. Mình ít nhất mình cho lên 3.4, 3.5 trở lên máy mới chạy. Đó. Nghĩa là cái mức tốc độ tối thiểu để máy chạy á là 3.4 trở đi. Lúc đấy mọi người có thể giảm xuống được nha. Nhưng mà lúc mà bắt đầu mở máy mà mọi người cho nhỏ quá thì máy sẽ không chạy và nó báo kêu như lúc nãy. Đó. Đó, rất đơn giản thôi. Cái này sử dụng đơn giản nhưng nhiều khách không biết sử dụng nên là em phải quay video hướng dẫn lại. Đó, thì mọi người xem là tốc độ nó lên cao nhất là bao nhiêu nha. Lên 12 vậy. Đó, và đang đưa xe công thức 1 thôi. Rồi. Không ai đi tốc độ để cả nha, nên mọi người giảm xuống cho em đi khoảng 7, từ 7 đến 7 đến 10 là được rồi. 7, 8 thôi. Ok. Đó, mình ấn nhẹ là nó dừng. Ấn một phát là nó sẽ bật. Còn ấn lì 3 giây ấy, là máy sẽ dừng. Tắt luôn.